as well as Đây là một everyone here cư tonight. dân của thành phố Manchester lên tố cáo ông Tất Phó Thị cả trưởng Nam Hoa cách Nguyễn đây mấy đang tuần dùng trước, những truyền thông quý và vị những cái đã clip lên xuyên tạc tham để dự ý kiến, đe dọa tính mạng tôi không nhắc nữa. của Và cái thứ hai, tôi ông không có Chí chống Tâm, ai cả. cựu quân So a few nhân weeks và ago, cô you know, you candidate came up here Kề Ngọc Bông to Sa. share your to address the council and to share your opinion. I'm not against anyone, and I'm not going to mention that. Hôm nay tôi có ý kiến tại thành phố Westminster về vấn đề YouTube của Nam Quang và một anh Tiến Dũng cách đây 2 tuần có mặt ở đây. So I'm here tonight to talk about the YouTube channel that Mr. Nam Quang Win Tiến Dũng and Tiến Dũng, who was here 2 weeks ago, held. Bữa hôm Tết, Tết Nguyên Đán ở tại thành phố Westminster. So during on the occasion of the Lunar New Year in the city of Westminster, Nam Quang và Tiến Dũng có làm YouTube quay ở tại thành phố Westminster. Nam Quang and Tiến Dũng did a YouTube clip right here in the city of Westminster. Một số đông người ở ngoài đó. So there was a crowd that was there. Vợ chồng của anh gì Mai Mai Vũng Tàu, Mai Vũng Tàu, anh Mai Vũng Tàu là cách đây 2 tuần có tới. And so that husband and wife couple, what's his name, Mike Vũng Tàu, he was here 2 weeks ago. Người ta hỏi ý kiến của Nam Quang. People were asking for Nam Quang's opinion. Nhưng anh bạn của anh Nam Quang có nói ở trên cả một cái khu vực vừa ta nghe, gọi là con đỉ. Phải nói thẳng nha, con đỉ, anh giải thích cho rõ ràng, and gấp 10 lần. People were asking for Nam Quang's opinion, but then Nam Quang's media partner, he spoke and in front of a lot of people, and a lot of people heard. He called that woman a whore. Đó là cái thứ nhất. So that's the first thing. Cái chuyện thứ hai, cách đây 2 tuần, quý vị nhớ hai vợ chồng mà cựu quân nhân của quân đội Hoa Kỳ đó. Nhớ không? So the second thing is, if you remember, there was that couple where the husband was a former U.S. service member. Tất cả mọi người ở đây đều yêu chuộng chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ đã tham gia từ ở Iraq, Iran trở về đây để phục vụ tại thành phố Westminster. And everyone here loved our military service member who have served both in Iraq and Iran. Tôi cho quý vị coi cái hình. I'm going to show you a photo, a clip. Đây là trò chơi của Nam Quang và Tiến Dũng. This is Nam Quang and Tiến Dũng's game. Người ta đội cái mũ cộng sản của Trung Quốc, đội lên đầu của quân của chiến sĩ quân đội Hoa Kỳ ở tại đây. So they place a... Quý vị nhìn đi. Nam Quang nhìn, Nguyễn Mạnh Chí nhìn. They have met worn by a member of the Chinese military, Communist Chinese military member. They place it on a U.S. Sir. Service member. So please address the council. Rồi, ok. Cho họ đồng ý viên thôi chứ không phải là tấn công những người ngồi dưới. Tôi không có tấn công. Đây là tôi chỉ nói chuyện về cho thành phố Westminster biết. Thứ nhất, quý vị nên bảo đảm an ninh cho cặp gia đình này. So I'm not attacking anyone. I just want to address. Rất là nguy hiểm. So first of all, please protect this couple because they are in danger. Tại vì người ta, cái anh này á là quân lực Hoa Kỳ. So him, this person here, quân lực Hoa Kỳ có mặt ở tại đây. He served in the U.S. military. Mà người ta, mấy người này kêu người ta là cộng sản. Quý vị nhìn đi, cái an ninh của quý vị rồi. Tôi cho quý vị biết. Và quý vị phải nên nói cảnh sát bảo vệ cho cặp gia đình này. Đây là... Tôi báo cho cảnh sát và thành phố Westminster trước. Nhiều khi tôi không báo ra, quý vị không có làm được á. Lỡ người ta, cái tính mạng của người ta
Rồi quý vị kêu tại sao không nói trước? So I want to let the city council member as well as our city police know about this, because if something were to happen, then don't say that we did not let you know, we did not tell you. Cuối cùng, tôi mong thành nghị viên Nam Quang và Nguyễn Tiến Dũng hãy xóa cái clip này đi. Ok, xóa cái clip này, không nên sử dụng. Cái này rất nguy hiểm. I would like to ask Nam Quang and Dung Thinh Nguyen to remove this video clip because it's dangerous. Còn bạn làm cái gì trong thành phố Minster, chúng tôi không có chống đối. Nhưng cái này rất nguy hiểm cho tính mạng của gia đình của người ta. So whatever you do here in the city of Minster, Thumbs up. The next speaker is Tuivo. Quý vị, xin